Chào mừng các bạn đến với cửa hàng mypet.tk. Mình kinh doanh thức ăn, phụ kiện và thuốc cho thú cưng. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái chế phẩm sinh học đặc biệt, nó có tên là Balasa N01. Dùng để làm gì? Thì cái này là mình nói sơ trước là cái này người ta là cái men vi sinh dùng để làm điểm lót sinh học, sử dụng trong chăn nuôi gà, chăn nuôi heo. Thì có cái này nó có tác dụng là làm ấm cái nền chuồng thì con gà con heo nó sẽ khỏe hơn. Bên cạnh đó, khi mà con vật nó ỉa xuống nền thì sẽ được vi sinh này phân hủy, cho nên nó không có mùi hôi. Ok, để dùng để làm điểm lót chuồng nuôi gà lợn, dùng xử lý môi trường nhiễm khuẩn nền chuồng, rác thải nơi chứa phân ao hồ, dùng để xử lý phốt cống rãnh bể bioga. Công dụng nè, dùng làm điểm lót mặc dù không phải dọn phân, rửa chuồng hàng ngày trong nuôi lợn, không phải định kỳ thay điểm lót trong nuôi gà trong suốt quá trình nuôi, nhưng vẫn đảm bảo chuồng nuôi hầu như không còn mùi hôi và khí độc do tác dụng làm tiêu hủy hoàn toàn các chất thải chăn nuôi của điểm lót, do đó tạo môi trường trong sạch không ô nhiễm, giúp cho các vật nuôi tăng trưởng nhanh và rất ít bị bệnh đường ruột và đường hô hấp, nên giảm chi phí về thuốc thú y, giảm chi phí điện nước nguyên liệu làm điểm lót cũng như công nhân lao động trong chăn nuôi, do không phải thay điểm lót và làm vệ sinh trong suốt quá trình nuôi. Ok, cái này là do cái ông tiến sĩ Nguyễn Khắc Tuấn, số điện thoại của tiến sĩ Tuấn ở Gia Lâm, Hà Nội. Ok, ông này là ông phát minh ra cái này. Thì các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho ông tiến sĩ này để hỏi thêm. Trong quá trình mình sử dụng sản phẩm thì mình đột quyền mình hỏi, mình không hiểu gì mình hỏi, chuyện đó bình thường. Cách sử dụng kỹ thuật làm điểm lót chuồng nuôi gà trực tiếp trên nền chuồng kính, cách 1. Cách 2. Phương pháp sử dụng và bảo dưỡng. Nói chung về cái cách mà làm điểm lót này thì các bạn có thể đọc thêm, hoặc là các bạn có thể lên YouTube mình tìm từ khóa liên quan tới chế phẩm sinh học Balasa, cách làm điểm lót sinh học thì người ta vừa làm người ta vừa chỉ tại chuồng luôn thì nó dễ. Còn cái này mình chỉ đọc thêm thôi. Mình coi cái phần phương pháp sử dụng và bảo dưỡng. Nói chung chỉ cần rắc men một lần và có thể duy trì sử dụng điểm lót nuôi trong một vài tháng. Nhưng nếu cần có thể định kỳ rắc bổ sung thêm men càng tốt, cứ sau một vài ngày. Tùy lượng phân nhiều hay ít, cào nhẹ trên bề mặt điểm lót một lần để giúp vùi phân và làm cho điểm lót thông thoáng, phân sẽ được phân hủy tốt hơn. Chuồng nuôi phải thông thoáng để thoát mùi hăng hắc do tiêu hủy phân sinh ra, tránh để điểm lót bị ướt nước uống và nước mưa hắt. Nếu thấy nước rớt làm điểm lót ở khu vực máng uống thì phải thay ngay bằng lớp mới. Điểm lót lên men khi có sự khử trùng tốt nên không cần phun thuốc khử trùng định kỳ trên bề mặt điểm lót. Ở tháng nóng nhất trong mùa hè phải có biện pháp chống nóng kết hợp với làm điểm lót mỏng hơn. Nếu nuôi với mật độ gia cầm thích hợp kết hợp với phương pháp sử dụng và bảo dưỡng tốt thì điểm lót có thể dùng kéo dài hàng năm. Nếu điểm lót có dòi phải diệt ruồi, nếu có bọ mát phải phun thuốc, sau đó đậy kín một vài ngày, sau đó rắc thêm men. Nói chung trong cái quá trình mình sử dụng điểm lót thì mình không được để nó quá ướt hoặc là mình để nó quá khô, tại vì quá ướt thì cái vi sinh nó cũng chết và quá khô thì vi sinh nó cũng chết. Nó có độ ẩm vừa. Điểm lót thì thường người ta dùng chấu với mùn cưa, hai cái kết hợp lại với nhau, và điểm lót thường dày tối thiểu 20 cm. Thì như vậy thì nó mới đủ cái độ dày để mà nó tạo nhiệt cho điểm lót được. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Ok, cảm ơn các bạn.